Nước Pháp không, con kính kính đảnh tôn đức đức tăng ni. Dạ con kính chào đạo trên lại cô tri ân sư Tuệ Nhẫn. Đã thời gian vừa phải lẽ, dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Dạ con cho con biết được tín hiệu. Ô ta sa pha ga wa to a to samma sam bu tha san mo ta sa pha ga wa to arahat Tathāgata Sammā Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Dhammadesana Yācchanagāthā Brahmacālo kāthipati sahambati katañcali antivaraṁ ayā Santi thasak tap para chak kha chati ka de se tu tham mang anukam bi mang bacang sak tham ma phê rin guinayan chaka yan sutan chabam afi tham ma chamang ako Yamat che. Dạ sau đây tại con thấy thời gian cũng bị lố đó nên con chỉ thỉnh tiếng Bali thôi ạ. À. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay kinh mi tiên vấn đáp ạ. À. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư. Dạ sa thú. Dạ con kính dâng mít lại cho sư ạ. À. Dạ, thành kính đảnh lễ đại đức Thanh Tâm, đại đức Nguyên Thông, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức, xin chào quý vị cộng sự nam nữ có mặt trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một phân đoạn thôi, đó là phân đoạn thứ ba, nói về tâm sở trí tuệ. Bây giờ thì thật ra ở trong cái văn này á, thôi cứ để cho không biết cô Như Quỳnh có post được hay không, thì cô Nguyên Trang cứ vẫn đọc đi, rồi còn thời gian còn lại sư sẽ gói ghém để mà sư trình bày cho quý vị những cái phần chánh yếu ở trong cái chi pháp của phân đoạn này. Rồi bây giờ thì sư mời cô Nguyên Trang đọc cái phần chánh văn giùm sư, cũng hơi dài đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Tam Tâm, sư Nguyên Thông, sư Huy Niệm, sư Tuệ Nhẫn. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc phần chánh kinh ạ. Câu số 3. Ủa, vậy là con đọc khúc qua. Nó nằm mà. Con vậy chị đọc cái câu ở trên con. Như Quỳnh, cái tốt trang mấy nha Như Quỳnh? Dạ con xin đọc vào trên cái bản 73. Oh, chị pass lâu quá. Rồi, cảm ơn Sa Thú. Dạ con xin đọc phần chánh kinh ạ. À. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, trí sanh lên cho người nào thì tuệ sanh lên cho người ấy phải không? Tâu đại vương, đúng vậy. Trí sanh lên cho người nào thì tuệ sanh lên cho người ấy. Thưa ngài, có phải cái nào là trí thì chính cái ấy là tuệ? Tâu đại vương, đúng vậy. Cái nào là trí thì chính cái ấy là tuệ.
Thưa Ngài, chính trí ấy, chính tuệ ấy được sanh lên. Dạ con xin lỗi. Được sanh lên cho người nào, có phải người ấy còn mê mờ hay không còn mê mờ? Tâu Đại Vương, còn mê mờ về lãnh vực nào đó, không còn mê mờ về... Thưa Ngài, còn mê mờ về lãnh vực, không còn mê mờ về lãnh vực gì? Tâu Đại Vương, còn mê mờ về những lãnh vực nghề nghiệp chưa được biết trước đây, hoặc về những địa phương chưa được đi đến trước đây, hoặc về những tên gọi và điều quy định chưa được nghe trước đây. Không còn mê mờ về lãnh vực gì? Tâu Đại Vương, điều nào đã được xử lý bởi tuệ ấy, tức là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã, thì không còn mê mờ về lạc ấy. Thưa Ngài, vậy thì sự si mê của người này đi đâu? Tâu Đại Vương, vào lúc trí được sanh lên, thì si mê diệt mất ngay tại chỗ ấy. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như người nào đó mang cây đèn vào căn nhà tối tăm, do đó bóng tối diệt mất, ánh sáng hiện ra. Tâu Đại Vương, tương tự y như vào lúc trí được sanh lên thì si mê diệt mất ngay tại chỗ ấy. Thưa Ngài, vậy thì tuệ đi đâu? Tâu Đại Vương, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy. Tuy nhiên, điều đã được xử lý bởi tuệ ấy, tức là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã, thì không diệt mất. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài đã nói là tuệ sau khi làm xong phận sự, thì nó sẽ diệt mất ngay tại chỗ ấy. Và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy, tức là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã, thì không biết diệt mất. Thì không diệt mất. Ngài cho ví dụ điều ấy. Như Quỳnh post tiếp. Như Quỳnh post nữa được không? Như Quỳnh, chị chờ. Tại cái máy chị hôm nay mở bài không được. Ủa, chị thấy không thấy bài nữa Như Quỳnh ơi. Xin để đọc coi. Oh, chị không có thấy trên màn hình à, em ơi. Trời ơi, sao hôm nay cái bài em đang post tiếp. Ok em. Dạ con xin sám hối ạ. Hôm nay cái bài của con sao con mở không được. Dạ con không biết đạo tràng có thấy cái bài ở trên không ạ? Ở trên màn hình không ạ? Thôi để sư đọc. Dạ con xin sám hối mọi người. Không có thấy Như Quỳnh ơi. Đang post tiếp nhưng chưa post. Dạ. Dạ con xin sám hối với sư, con kính nhân mít lại với sư. Hôm nay con bị trục trặc ạ. Dạ con xin sám hối. Chắc nhiều khi post nhiều quá nó không có gửi lên. Thôi để sư đọc tiếp cho. Bởi vì chúng ta cũng không mới còn thời gian. Tâu Đại Vương, giống như người nào đó mang cây đèn vào căn nhà tăm tối, do đó bóng tối diệt mất, ánh sáng hiện ra. Tâu Đại Vương, tương tự như vậy, lúc trí được sanh lên thì si mê diệt mất ngay tại chỗ đó.
Thưa ngài, vậy thì tuệ đâu? Tâu đại vương, tuệ sau khi đã làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ đó. Tuy nhiên, điều đã được xử lý bởi tuệ ấy, tức là vô thường, hoặc khổ não, hoặc là vô ngã thì không diệt mất. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài đã nói rằng tuệ sau khi làm sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy, tức là vô thường, khổ, vô ngã thì không diệt mất. Xin ngài hãy cho thêm ví dụ. Tâu đại vương giống như người nào đó có ý định gửi đi bức thư vào ban đêm, có thể cho gọi người thơ ký đến, bảo đem lại cây đèn rồi bảo bức thư. Khi bức thư đã được viết xong thì có thể làm cho tắt cây đèn. Mặc dù cây đèn đã được làm tắt, bức thư vẫn không biến mất. Tâu đại vương, tương tự như vậy, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ, tức là vô thường, khổ, vô ngã thì không diệt mất. Xin ngài hãy hoan hỷ cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như ở các xứ sở ở phương Đông, người ta để năm châm nước dọc theo từng nhà hỏa hoạn. Khi căn nhà bị bốc cháy thì ném năm châm nước ấy ở phía bên trên của căn nhà, do đó ngọn lửa đã được dập tắt. Tâu đại vương, có phải những người ấy sẽ khởi ý rằng chúng ta sẽ làm công việc dập tắt lửa với năm châm nước ấy một lần nữa? Thưa ngài, không phải, đã xong rồi phận sự với năm châm nước ấy, còn việc gì với năm châm nước ấy nữa? Tâu đại vương, năm châm nước ấy như thế nào thì gồm có tính, tấn, niệm, định, tuệ, nên được xem xét như vậy. Những người ấy là như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. Ngọn lửa là như thế nào thì các phiền não nên được xem xét như vậy. Ngọn lửa đã được dập tắt bởi năm châm nước như thế nào thì phiền não đã được dập tắt bởi năm quyền là như vậy. Các phiền não đã được dập tắt thì không xuất hiện lại nữa, Tâu đại vương. Tương tự như vậy, tuệ sau khi đã làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ, tức là vô thường, khổ, vô ngã thì không diệt mất. Xin ngài hãy cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như người thầy thuốc lấy năm loại thuốc rẻ cây đi đến gặp người bệnh, sau khi nghiền nát với năm loại thuốc rẻ cây ấy rồi cho người bệnh uống thuốc để loại trừ các sự khó chịu. Nhờ vào năm loại thuốc rễ cây này, Tâu đại vương, có phải người thầy thuốc ấy sẽ khởi thêm ý rằng ta sẽ làm công việc chữa trị nữa với năm loại thuốc rễ cây ấy? Thưa ngài, không phải như vậy. Đã xong rồi thử với loại thuốc rễ cây, còn việc gì đối với các loại thuốc ấy nữa? Tâu đại vương, năm loại thuốc rễ cây này như thế nào thì ngũ quyền gồm có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền cũng nên được xem xét như vậy. Người thầy thuốc là như thế nào thì hành giả cũng nên được xem xét như vậy. Căn bệnh là như thế nào thì các phiền não cũng nên được xem xét như thế. Người bệnh là như thế nào thì phàm nhân nên được xem xét như vậy. Khi sự khó chịu của căn bệnh được loại trừ nhờ năm loại thuốc rễ cây rồi thì người bệnh được hết bệnh, như thế nào thì các phiền não cũng được loại trừ nhờ năm quyền là như thế. Và phiền não đã được loại trừ thì không xuất hiện lại nữa. Tâu đại vương, tương tự như vậy, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ đó, và điều đã được xử lý bởi tuệ, tức là vô thường, khổ, vô ngã thì không diệt mất. Xin ngài hãy cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như người chiến sĩ tham gia chiến trận cầm lấy 5 mũi tên lao vào chiến trận để đánh bại đội quân địch, vị ấy có thể phóng 5 mũi tên ấy ở chiến trận và nhờ chúng đội quân địch bị phá tan. Tâu đại vương, có phải người chiến sĩ tham gia chiến trận đó sẽ khởi ý rằng ta sẽ làm công việc bắn tên 5 mũi tên ấy thêm một lần nữa? Thưa ngài, không phải như vậy. Đã xong rồi phận sự với các mũi tên đó, còn việc gì đối với 5 mũi tên ấy? Tâu đại vương, năm mũi tên ấy như thế nào thì ngũ quyền gồm có tính, niệm, định, tuệ cũng nên được xem xét như vậy. Người chiến sĩ tham gia trận như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy.
Đội quân địch như thế nào thì các phiền não cũng nên được xem xét như thế. Đội quân địch bị phá tan bởi năm mũi tên như thế nào thì các phiền não bị phá tan bởi năm quyền là như vậy. Và các phiền não đã bị phá tan thì không xuất hiện lại nữa. Tâu Đại Vương. Tương tự như vậy, và sau khi đã làm xong phần sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ đó, và điều đã được xử lý bởi tuệ, tức là vô thường hoặc là vô ngã thì không diệt mất. Thưa ngài Nagasena, ngài thật là khôn khéo. Đó, hôm nay chúng ta chỉ học phân đoạn này thôi thưa quý vị. Rồi bây giờ thì quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tóm tắt tam bảo, sau đó sư sẽ trình bày cho quý vị bài học này. Chúng con đem bất lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem lòng thành kính làm lễ pháp bảo có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mạng của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Thưa quý vị, bài học hôm nay nó cũng hơi phức tạp một chút, bởi vì Đức vua Milinda hỏi về cái pháp chủng của siêu thế, mà về lĩnh vực siêu thế, thưa quý vị, nói chung đây là một phạm vi thuộc về sự thân chứng, chứng đắc, chứ không có nằm trong cái phạm vi của cái sự học tập thông thường, hoặc là chúng ta suy nghĩ, chúng ta không có thể nào biết được rốt ráo 100%. Tuy nhiên, thông qua những cái sự trình bày ở trong kinh điển cũng làm cho chúng ta phần nào hiểu được cái quy tắc để mà mình tu tập đạt đến cái trạng thái đó như thế nào. Thưa quý vị, thực ra cái quá trình mà chúng ta trôi lăn ở trong sanh tử này, thưa quý vị, nó chẳng qua nó chỉ là nói, làm hay suy nghĩ. Và những gì mà chúng ta đã trải qua tam nghiệp, thân hành, khẩu hành và ý hành, nó tích lũy cho một cái thói quen, nó tích lũy cho chúng ta một cái thói quen. Trong đó nó có hai loại thói quen, thưa quý vị. Thói quen xấu thì tích lũy cho tham sân si, và thói quen tốt thì tích lũy cho những cái pháp chủng thuộc về tịnh hảo, chẳng hạn như tính, tấn, niệm, định, tuệ, vân vân. Và chính bởi điều này, thưa quý vị, nó tạo nên cái nhân cách và cái khuynh hướng của mỗi con người. Ở trong phần này, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng trong đoạn đầu Đức vua hỏi về trí và tuệ, hai cái sanh lên nơi một người đó, nó có phải là một hay không. Điều này mình nên hiểu rằng khi ngài Nagasena ngài trả lời hai loại nó là một, là muốn ám chỉ đến hai pháp này, thưa quý vị, nó có chung một cái chi pháp, tức là nó có chung một cái nguồn gốc, đó là cái tâm sở trí. Cho dù mình gọi là trí hay là tuệ thì cái chi pháp của nó vẫn là tâm sở trí tuệ, ở trong thuộc về tâm sở tịnh hảo. Chính vì thế mà ngài Nagasena ngài trả lời rằng hai thứ là một. Một có nghĩa là nó có chung cái nguồn gốc của chi pháp thực tánh đó. Đây là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai, mình cũng phải hiểu cái sự khác biệt nữa. Như trong cái lần trước sư đã trình bày cho quý vị rồi, cái sở dĩ được gọi là trí hay là tuệ, mình phải hiểu cái sự tương đồng cũng như cái sự sai biệt của nó. Ở đây tương đồng là tương đồng về về chi pháp, tương đồng về chi pháp, tức là nó có chung một cái nguồn gốc là tâm sở trí. Vậy thì cái khía cạnh sai biệt của nó là gì? Cái khía cạnh sai biệt của nó là có những trường hợp cái năng lực của tâm sở trí tuệ, thưa quý vị, nó chưa có mạnh, nó chưa có mạnh. Và thứ hai là có những trường hợp, khi mà đã được huân tu, khéo tu tập rồi, lúc bây giờ cái năng lực của tâm sở trí tuệ, thưa quý vị, nó đã dũng mãnh,
À, nó đã mạnh rồi. Thì trong trường hợp này các ngài thường hay sử dụng chữ Panya. Panya tức là tuệ. Vậy thì khía cạnh sai biệt của tuệ là gì? Ở trong vi diệu pháp đó, quý vị có đề cập đến chín khía cạnh sai biệt của tuệ. À, chín khía cạnh. Thứ nhất đó là ở khía cạnh như lý Ittipada, thì tuệ ở đây được là thẩm như ý túc. À, tuệ như ý túc, được gọi là tuệ như ý túc. Ở khía cạnh Ingriya tức là quyền. À, quyền thì tuệ ở đây được gọi là tuệ quyền. Ở khía cạnh là bá lát sức mạnh thì lúc bây giờ tuệ ở đây được gọi là tuệ lực, à, panya bá lát. Ở khía cạnh dẫn đến sự giác ngộ vajjhanga thì ở đây tuệ được gọi là chánh pháp giác chi, dhamma vicharaya. Rồi ở khía cạnh đạo, à, đạo thì trong lĩnh vực này được gọi là chánh chánh kiến samadhi. À, rồi ở trí tuệ gốc rễ thì tuệ được gọi là amoha tức là vô vô si. Ở khía cạnh nghiệp kamma thì tuệ được gọi là chánh kiến ở trong 10 cái thiện nghiệp đó thưa quý vị. Rồi như vậy là 7 rồi phải không? Ở khía cạnh hiểu biết đúng về tam tướng, à, hiểu biết thấy về tam tướng đó thì tuệ được gọi là tỉnh giác sâm bắc chân nha. Rồi ở khía cạnh thiền quán, à, vipassana nhana thì tuệ được gọi là quán minh. Trong cái phần bài học hôm nay thì ngài Nagasena ngài trả lời tuệ ở khía cạnh mắt gác tức là đạo tuệ. À, mình phải hiểu được cái trước rồi. Như thế chúng ta đã hiểu được nguyên nhân tại sao có lúc ngài lại nói rằng giữa trí và tuệ nó là một, đó là nói theo chi pháp. Còn có lúc cũng nói theo nhiều cái lĩnh vực khác nhau, mà mình nên hiểu là trong phần nào thì nói về lĩnh vực nào, và ở trong phần này là nói về tuệ ở giai đoạn mắt giác đạo đạo tuệ đó. Thưa quý vị, bây giờ mình bàn đến cái phương diện đối lập. À, cái phương diện đối lập có ba cái phạm vi hoạt động của phiền não, có ba cái phạm vi hoạt động của phiền não, cái này nó quan trọng. Thứ nhất á, là phiền não nó hoạt động ở vùng thân khẩu, phiền não nó hoạt động ở vùng thân khẩu. Và cái phạm vi hoạt động thứ hai đó chính là phiền não nó hoạt động ở vùng tâm. Tâm tức là chỉ ở trong những cái giai đoạn sỉ thôi, à, suy nghĩ ở trong tâm thôi, khởi lên trong tâm thôi, chứ nó chưa có bộc phát ra lời nói hoặc là hành động một cách cụ thể. Rồi cái lĩnh vực thứ ba, cái phạm vi thứ ba đó chính là phạm vi tùy miên hay còn gọi là anusaya. Thì ở đây thưa quý vị, trong hai cái trường hợp đầu thì chúng ta có thể thấy được nó một cách cụ thể, chúng ta có thể thấy được nó một cách cụ thể, chẳng hạn như nhưng nó cũng có mức độ thô tế tùy theo. Chẳng hạn ví như là bây giờ mình nhìn thấy một người nào đó mà người ta nói hoặc là hành động với một cái sự bực bội, à, hoặc những cái lời lẽ thô thống, bây giờ nhận biết được là đang có sân hận, à,
vị này đang có sự hợp một cách dễ dàng. Cái trường hợp thứ hai á, nó tế nhị hơn, nó khó nhận biết hơn. Chẳng hạn như là vị ấy chỉ có cái sự bất mãn ở trong tâm thôi, à có nghĩa là chỉ có le lói khởi lên ở trong ý nghĩ thôi, chứ chưa có kịp nói ra lời hoặc là chưa có hành động gì hết. Thì trong trường hợp này thưa quý vị, cái sự quan sát bằng mắt hoặc là tai nghe của mình á, bình thường á, mình không thể nào mình nhận biết được người này có sân hay không người này có sân hay không, nhưng mà nó cũng là một cái sự thể hiện của phiền não ở cái giai đoạn vùng vùng tâm. Có một trường hợp thứ ba, à được xem như là khó nhận biết nhất, đó là trường hợp phiền não ở vùng tùy miên. Thì thưa quý vị, để hiểu được cái lĩnh vực này, chúng ta chỉ hiểu có thể hiểu qua một cái vài cái ví dụ như sau. Ở trong tất cả những cái triều đại cai trị thưa quý vị, có những cái triều đại á, có những cái triều đại mà cái người mà đưa ra những cái quyết định chính thức, điều hành chính thức về cái bộ máy hoạt động cơ cấu của triều đình, nó lại là một người không có bao giờ xuất đầu lộ diện, hay chúng ta còn gọi là cái người ở đằng sau á, người đằng sau che một cái tấm màn, mình hay gọi là lão Phật gia chẳng hạn, như là Hoàng Thái Hậu á, cái người đó ngồi đằng sau không à. Nhưng mà ông vua đó, ông vua ngồi trước cùng với quan thần, mình nhìn vào cái trực diện thì mình thấy nó rất là cụ thể, nhưng mà tất cả những cái cơ cấu hoạt động theo cái đường lối như thế nào đều là từ chiều của cái người ở đằng sau đó. Rồi khi những cái quyết định đã được thực thi, cái quyết định đã đưa ra, thì lúc bây giờ đức vua và quần thần sẽ bắt đầu bàn tán và đưa ra cái phương cách để mà thực thi cái hành động. Rồi cái trường hợp thứ ba, đó chính là những người quân lính, quân lính được sự điều hành của những vị tướng có vua đứng đầu, lúc bây giờ mới thực hiện cái việc là xuất chinh để mà chinh chiến. Ở ba đối tượng này như thế nào thưa quý vị, trong một cái cơ cấu hoạt động, thì ở đây chúng ta có hiểu được cái quân lính á, quân lính ở trên cái bề mặt cụ thể nhất, thấy rõ ràng nhất, rất là đông. Mình có thể hiểu cũng giống như là phiền não ở cái dạng thân và khẩu, thân và khẩu. Còn cái việc đức vua và những quan thần nữa thưa quý vị, mình khó thấy hơn, thì nó cũng ví như là phiền não nó hoạt động ở vùng tâm. Còn một cái đối tượng, một cái đối tượng đứng đằng sau luôn cả vua và quan thần, nhưng lại có một cái sức ảnh hưởng được xem như là quyết định hoàn toàn, đó chính là cũng ví như là phiền não tùy miên. Cho nên chúng ta ở đây thưa quý vị, khi nói đến ba cái phạm vi hoạt động, chúng ta có thể hiểu đại khái từng cái mức độ của nó và phạm vi trú ẩn của nó theo cái ví dụ như vậy. Hay nói một cách khác, gọi là tùy miên. Chúng ta thường hay được nghe nói là pháp ngủ ngầm. Thật ra đây là một cái dạng phiền não, nó không nằm ở cái việc hiển lộ một cách cụ thể. Nó không nằm ở việc hiển lộ một cách cụ thể. Vì nếu như nó đã khởi lên một cách cụ thể rồi, thì lúc bây giờ nó đã trở thành phiền não ở nơi tâm, hoặc là nơi thân, hoặc là nơi khẩu rồi. Và trong trường hợp của nút xá giá thưa quý vị, chúng ta nên hiểu nó như là nó muốn nói đến cái nguyên nhân, và cái khuynh hướng, những cái nguyên nhân và những cái khuynh hướng, những cái điều kiện, những cái điều mà có thể là phiền não, có thể là tham hoặc là sân hoặc là si, nó khởi lên được ở nơi tâm, hoặc là ở nơi thân, hoặc là ở nơi khẩu. Khi nói đến pháp tùy miên, đây là một cái
có thể nói rằng nó giống như là một cái nguồn tích tụ năng lượng, nó tạo ra những cái nguyên nhân để cho tất cả những loại phiền não nó có cơ sở để mà nó hoạt động. Và đối với trường hợp ở trong cái phân đoạn ngày hôm nay chúng ta học á, ngài Nagasena ngài muốn nói đến sự sát trừ phiền não ở vùng tùy miên, thưa quý vị, ở vùng chứ không cái trường hợp ở bề nổi của tâm, hoặc là ở bề nổi của thân, hoặc cái bề nổi của thọ khẩu, hay nói một cách khác, sự sát trừ của tuệ trong khía cạnh của đạo là nó sát tuyệt những cái nguyên nhân, những cái cơ sở, những cái yếu tố mà có thể dẫn đến việc phát sanh những cái loại phiền não khác, những cái phiền não khác. Rồi, như vậy thì chúng ta, không biết nói như vậy quý vị ở đây chúng ta có nắm bắt được không ta? Đấy, sự sợ nhất là nói về mấy cái pháp này. Giờ trong cái đề cập đến pháp làm sao mà không, làm sao mà mình chạy đi đâu được cho khỏi đây. Giờ không muốn thì cũng phải nói thôi. Rồi, bây giờ mình bàn đến mình bàn đến tuệ đạo đi, nó có phần sự cắt đứt như thế nào? Thưa quý vị, trên thực tế đó, trong cái quá trình tu tập á, ở giai đoạn mà của một vị hành giả quán minh sát đó, thưa quý vị, cho đến lúc mà tâm đạo khởi lên đó, thật ra ở trong những thời điểm quyết định đó, nó không hề có, nó không hề có phiền não khởi lên ở tâm, chứ đừng nói chi là ở nơi khẩu hoặc là ở nơi ý, nó không hề có. Ở đây sư muốn nói đến là trong cái những cái lộ tâm, những cái lộ trong tâm, những cái sự diễn hoạt của tâm của một vị hành giả mà gần đắc đạo rồi, gần đắc sơ đạo rồi đó. Giai đoạn này, thưa quý vị, nó không hề có cái sự đối lập giữa phiền não và trí tuệ, và trí tuệ. Nó không phải giống như là ở cái thời điểm như là mình khởi lên phiền não rồi, ở suy nghĩ rồi, hoặc là nơi thân nơi khẩu rồi, thì lúc bây giờ mình mới tự dưng, mình mới tự dưng khựng lại, mình kiềm chế lại. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy nó có sự hiện khởi trước và sau, trước và sau. Trước á, thì có phiền não khởi lên rồi, nhưng mà do mình thu thúc, mình sực nhớ tới một cái bài pháp, hoặc là mình sực nhớ đến cái này là cái điều ác, nếu như mà mình làm á, thì sẽ tạo ác nghiệp chẳng hạn, vân vân, hoặc nhớ tới giới mà mình đã thọ, thì lúc bây giờ mình ngưng lại, thì chúng ta thấy nó có cái sự đối lập tương phản với nhau. Tuy nhiên ở trong cái quá trình mà tâm đạo nó diệt trừ cái tùy miên phiền não, thưa quý vị, nó không phải là trường hợp thông thường, nó không phải là như trường hợp thông thường. Chính vì thế mà ở ngay lúc đầu sư định nghĩa cho quý vị về cái tùy miên phiền não, nó không phải là một cái sự hiển lộ một cách rõ ràng, mà nó chẳng qua nó chỉ nói đến một cái nguy cơ tiềm tàng, một cái môi trường để mà làm nảy sinh ra phiền não mà thôi. Cho nên đối với một vị hành giả quán minh đó, thưa quý vị, ở giai đoạn gần đắc đạo á, thì nội tâm vì đó phải nói rằng rất là an tịnh. Vì đấy thấy được các pháp, thấy được cái sự diễn hoạt của thân tâm như thật như chân và đúng theo tam tướng của pháp hữu vi. Đối tượng lúc bây giờ là tam tướng vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã. Cho đến khi năm quyền nó đã tích tụ
đủ cái sức mạnh của nó rồi, thì lúc bấy giờ nó có một cái lộ trình tâm, nó có một cái lộ trình tâm khởi lên. Thì lộ trình tâm này được gọi là lộ trình tâm đắc đạo. Đối với phàm phu á, trong lần đầu tiên đắc đạo thì gọi là lộ đắc sơ đạo. Và chính lộ trình tâm này á, thưa quý vị, nó rất là đặc biệt, nó rất là đặc biệt. Và nguyên nhân tại sao sư rất để tâm đến cái lần đắc đạo đầu tiên và cho rằng đó là một sự chuyển hóa rất là khó khăn. Quý vị biết rằng trong lộ trình tâm đắc đạo nó có tổng cộng, quý vị chờ sư xíu nhỉ, 46, nó có tổng cộng 7 sát na. Nó có tổng cộng 7 sát na tâm làm việc động lực. 7 sát na tâm làm việc động lực. Thứ nhất là cái tâm đầu tiên gọi là parikamma, hay còn gọi ở đây gọi là tâm chuẩn bị. Tâm chuẩn bị. Cái động lực thứ hai á gọi là upachara, hay còn gọi là cận hành. Cận hành. Động lực thứ ba được gọi là anuloma, anuloma. Ở đây gọi là thuận thứ, thuận thứ. Và cái thứ tư á, được gọi là gotapu, gotapu. Được gọi là chuyển tánh hay là còn gọi là chuyển tộc á. Gotapu, Gotapu nha. Quý vị nhớ cái từ này đi, bởi vì cái bài học này á, nó sư muốn xoáy vô cái chữ Gotapu này. Chuyển tập. Hay còn gọi là chuyển tánh. Chuyển tập, Gotapu, chuyển tập hay chuyển tánh. Đó là cái tâm thứ tư. Cái tâm thứ tư. Và cái tâm động lực thứ năm á là mắt giá. Thì chính cái này gọi là đạo này. Đạo siêu thế nè. Rồi sau khi mà đạo di thế sanh lên xong thì hai sát na tâm còn lại là thuộc về phá lá, hay còn gọi là quả siêu thế. Rồi như vậy chúng ta đủ 7 rồi phải không? Thì có để ý nha, cái Gotapu, cái ý nghĩa được gọi là Gotapu, cái ý nghĩa này rất là hay. Tại sao được gọi là cái tâm đó, nó làm cái chức năng gì, nó làm cái chức năng gì mà được gọi là chuyển tánh hay còn gọi là chuyển tập. Ở trong phần chú giải á, có hai đoạn, có hai đoạn để giải thích về cái tâm mà làm công việc gọi là Gotapu này như sau. Thứ nhất là gót tăng pha về tí quát thê tí tí Gotapu. Tâm mà có nhiệm vụ nâng cao chủng tánh, từ phàm sang thánh, từ dục giới sang thiền, thiền giới. Thiền giới có nghĩa là sắc giới hoặc là vô sắc giới đó. Thì cái tâm đó, đó cái tâm đó, đó được gọi là Gotapu Citta. Gotapu Citta hay được gọi là chuyển tánh. Hay nói một cách khác, nó làm cái công việc giống như là giao giới giữa hai cái lãnh vực đó. Rồi có một cái định nghĩa thứ hai nữa là gót tăng áp phi giá tí chít giá tí e tha tí gô trả phù. Tâm mà có đặc tánh làm cho chấm dứt phàm tánh hay dục giới tánh thì cái tâm đó được gọi là chuyển tánh, chuyển tánh, chuyển tánh. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta từ đây mình cũng có thể phần nào mình hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà cái tâm đạo, thưa quý vị,
nó khởi lên vẫn được xem như là sát trừ phiền não, nhưng mà nó không phải sát trừ theo cái cách mặt đối mặt, face to face, nó không phải như cái trường hợp thông thường, mà chẳng qua cái công việc sát trừ của tâm đạo, thưa quý vị, đó là nó làm, hay nói một cách khác nó là nó làm thay đổi, nó làm thay đổi một cái cơ cấu tâm tánh của một con người, từ đó trở đi sang một cái đường lối diễn hoạt khác. Chính vì thế mà những cái nguy cơ, những cái nguy cơ có thể làm sanh khởi lên những loại của phàm phu, thưa quý vị, nó không còn cái chỗ dựa để mà nó khởi lên nữa, nó không còn chỗ dựa để mà nó khởi lên nữa, thì chính cái này nè, chính cái loại sát trừ phiền não này nè, được gọi là anusaya. Anusaya hay mình còn gọi là tùy miên. Cái này cũng hơi mường tượng chút. Alo xe giá tùy miên nha. Rồi, tùy miên. Thế thì một vị sau khi đã đắc sơ đạo rồi thì từ đó trở đi tất cả những cái nguyên nhân để mà sanh khởi lên những cái pháp mà có thể đưa vị ấy đến cái tình trạng gọi là mất lòng tin đối với Phật, đối với pháp bảo và đối với tăng, nó không còn nữa, thưa quý vị. Những mà dẫn đến cái việc này nó không còn nữa. Và tất cả những cái nguyên nhân để mà khởi lên cái việc nghĩ đến hay làm hay nói vi phạm đối với năm giới, phạm vào những cái loại nghiệp này á, đối với việc này không có nữa. Nó diệt mất cái nguyên nhân khởi lên được rồi. Quan trọng ở cái điều này nè, thưa quý vị, quan trọng ở cái điều này nè, chúng ta biết rằng đối với trường hợp phàm phu á, khi mà mình ở cuối đời á, thưa quý vị, chúng ta có thể vẫn còn tái sanh vào bốn ác đạo, trong trường hợp mình khởi lên những pháp mà liên quan đến việc dẫn đến việc tái sanh bốn đọa xứ. Và cũng có thể mình được tái sanh ở cõi người, hoặc là cõi chư thiên dục giới, hoặc là sắc giới hoặc vô sắc giới, tùy theo cái hạnh nghiệp. Tuy nhiên chúng ta nên hiểu như thế này: phàm phu á, nó có tính cách là hên xui 50-50, tùy theo hạnh nghiệp của mình. Nếu lúc đó mình khéo tác ý á, thì mình ngon. Còn nếu như mà lúc đó mình không khéo tác ý, hoặc là một cái nguyên nhân nào đó nó trợ giúp cho cái loại phiền não của mình nó vẫn khởi lên, thì vẫn đi vào trong bốn đại xứ y như thường thôi, đúng không? Như thường. Tuy nhiên cái trường hợp của một vị hữu học đó, thưa quý vị, nhất vị sơ đạo đó, nó có cái điểm đặc biệt như thế này. Sở dĩ tại sao chắc chắn là vị đó không có rơi vào bốn đại xứ, điều này muốn nói đến là cái việc tử, cái lộ tâm cận của vị hữu học đó, thưa quý vị, không bao giờ khởi lên những pháp mà đưa đến bốn đại xứ. Đây là cái chuyện coi như là đặc biệt là ở chỗ này nè, không bao giờ khởi lên những pháp. Hay nói một cách khác là cái tâm tánh, cái khuynh hướng tâm của vị này nó đã có một cái chỗ đứng vững chắc rồi. Vị này có quyền quyết định cho cuộc đời của mình rồi.
Điều này có được như vậy là do những năng lực của tính, tấn, niệm, định, tuệ. À, nó đã đạt đến một cái tình trạng là kiên cố. Nó không có bị coi như là cái tính cách gọi là hên xui nữa, mang cái nó mang cái tính chất là chắc chắn rồi. Đây là cái trường hợp mà chúng ta nên nên hiểu. Chúng ta nên hiểu. Rồi. Có một cái từ thứ hai nữa là, quý vị chờ xíu xíu. Rồi, đây rồi. Cái từ vô đa ná. Hay mình còn gọi là cái tâm này nó làm công việc tiến bậc. Có một cái tên gọi khác nữa là vũ tịnh. Vũ tịnh, vô đà na, tiến bậc, hay là vũ tịnh. Như nãy sư đã nói rồi, sau khi một người đã đặt chân chính thức từ lúc tâm đạo sơ đạo, sơ đạo khởi lên, thì người đó được xem như là đã đặt chân chính thức vào cái vùng đất an toàn của bậc thánh rồi. Và trong trong ba trường hợp, thế rồi việc đó tiếp tục tu tập, quý vị vẫn còn công việc cần phải làm. Như sơ đạo sau đó vẫn phải tiếp tục. Thì trong ba lần đắc đạo sau đó, nó có xuất hiện ba cái lộ tâm. Mà trong ba lộ tâm này á, lúc bây giờ cái chỗ đứng của cái tâm Gotrafu á, lúc bây giờ nó không được cái được gọi là Gotrafu nữa, không gọi là chuyển tập nữa, mà cái công việc của loại tâm khởi lên trước tâm nhị đạo, hoặc là khởi lên tức ở phía trước của tâm tam đạo và tứ đạo, cái tâm đó được gọi là vô đa na, vũ tịnh hay còn gọi là tâm tiến bậc. Thì như thế nào được gọi là tâm tiến bậc? Ở đây có cái lời giải thích vô đa nê ti tí, vô đa năng. Tâm nào mà nó làm cái thanh khiết hóa nội tâm của một vị thánh hữu học, thì cái đó được gọi là tiến bậc. Cái đó được gọi là tiến bậc, hay được gọi là vũ tịnh. Cho nên từ đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng, trong cái lần đắc đạo đầu tiên đó, thưa quý vị, cái tâm làm cái công việc mà khởi lên trước ở tâm sơ đạo, tâm đó nó được gọi là tâm chuyển tánh. Và chính nó rất là quan trọng, bởi vì ngay cái giây phút đó, thưa quý vị, nó là một cái sự chuyển đổi từ phàm chủng sang thánh. Và sau khi cái sự hoàn tất của đạo siêu thế, đạo siêu thế xác tuyệt được những cái nguy cơ, những cái khuynh hướng mà khởi lên sự phân vân lưỡng lự đối với pháp, những cái nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến sự khởi lên thân kiến
Và cái cách thực hành một cách sái quấy đối với từ đó trở đi nó không còn nữa. Nó không còn nữa, thưa quý vị, nó không còn nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng lý do tại sao trong phần bài học chánh văn mà ngài Nagasena ngài trả lời được, ngài ngài trả lời với Đức vua Milinda là xác tuyệt phiền não, sau khi đã làm rồi phiền não nó không sanh trở lại nữa, thì là muốn nói đến tuệ ở khía cạnh mắt gắt, tuệ ở khía cạnh đạo, và nó xét trừ cái loại tùy miên, nó phát xử cái loại tùy miên, phải là phiền não khởi lên rồi mới xét trừ, y như là trong những trường hợp thông thường đó. Ở đây chúng ta hiểu cái chi phần của bài học nó là như vậy. Để suy xem, đúng ra suy chuẩn bị cho lớp học của chúng ta hôm nay nó có nhiều lắm á, nhưng mà từ vì cái thời gian không có, bây giờ phải chắt lọc lại những cái quan trọng thôi, chứ bây giờ nói hết đâu có được, không có đủ thời gian đâu. Rồi mình có một cái ví dụ như sau. Hồi đó sư có nghe kể, đúng rồi, ở chùa sư Pháp Tính lâu lâu đi cùng với chư tăng đi ra ngoài á, thưa quý vị, hay ghé một cái nơi, một cái nơi để mà dùng điểm tâm, thì cái chỗ đó nó bán cái bánh mì xíu mại ngon lắm, thưa quý vị, chỗ đó bán bánh mì xíu mại ngon lắm, mà nói đến bánh mì xíu mại giờ cũng thèm từ bữa giờ cũng lâu quá rồi không có đi ra ngoài, cho nên không có cùng với chư tăng ghé đó để dùng điểm tâm nữa, ở bán xíu mại ngon lắm. Mà sư Pháp Tính không toàn là không biết những cái dân Biên Hòa, cho nên không biết chỗ nào bán đồ coi như là rất là ngon. Thì có một hôm sư nghe kể đến cái lai lịch của cái gia đình mà bán, cái lai lịch của gia đình bán cái bánh mì xíu mại đó, đó. Thì quý vị biết không, lúc trước đó người ta chưa có nhà ở đâu, thưa quý vị, chưa có nhà ở đâu, người ta sống coi như là rất là khó khăn, nhưng mà người ta dùng cái nghề coi như là bán bánh mì của người ta tích góp từ 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 từ, từ. Cuối cùng mới là mua, mới đầu là mướn của người khác để mà làm chỗ bán thôi, nhưng mà sau này người ta đó có đủ khả năng, người ta mua bứt luôn cái điểm đó luôn, bứt luôn cái chỗ mà người ta mướn trước đây luôn. Thì cái chuyện này nó như thế nào á, thì cái quá trình tu tập để mà chấm dứt phiền não của mình cũng y chang như vậy. Trong cái trường hợp á, mà mình chưa có nhà, thưa quý vị, do mình chưa có đủ khả năng về tài chánh, thì những công việc hàng ngày của mình làm á, mỗi ngày á, nó chỉ có được dồn lại, nó tích lũy ở trong tủ hoặc là heo, ống heo của mình để dành thôi. Nhưng mà mình được xem như là chưa có một cái chỗ vững chắc an toàn về cái nơi ở. Và cái công việc này của mình đó, thưa quý vị, nếu như mà nó chưa đạt được đến cái việc mà mình mua được cái ngôi nhà, thì phải nói rằng cái nguy cơ để mà bị lang thang nè, khổ đau cực nè, rồi bất định nè, mướn chỗ này mướn chỗ kia, rầy đây bay đó của mình, nó vẫn còn có thể rình rập mình, bởi vì chưa có nhà mà, thưa quý vị, chưa có nhà mà đó. Rồi nhưng mà từ khi mà mình đã có đủ khả năng rồi, mình mua bước một cái căn đó rồi, thì ngay từ lúc mà mình ký cái hợp đồng chính thức và giao tiền, thì căn nhà đó được xem như là sở hữu của chính bản thân mình, và ngay từ lúc đó trở đi tất cả những cái âu lo về việc phải lang thang rày đây mai đó, không biết là mấy mốt mướn chỗ này bán người ta có cho mình mướn hay không, rồi tiền mình để đó rồi chưa có mua nhà, có thể là mình khởi lên những cái ý gì khác, mình làm công chuyện này chuyện kia hoặc là ăn xài nó sạch hết rồi, cho nên những cái nguy cơ mà lang thang nó vẫn còn rình rập. Thì từ khi mà mình đã chính thức mình gom đủ số tiền mua bức một cái căn nhà, thì từ đó trở đi những cái ám ảnh, những cái ám ảnh về lang thang bất định trời đây mai đó của mình, nó sẽ không còn nữa, thưa quý vị. Điều đó như thế nào thì cái hành trình tu tập để mà chấm dứt những cái nguy cơ sanh khởi của một vị hành giả từ phàm sang thánh, nó cũng y chang như thế đó.
Khi mà chúng ta chưa tích tụ đủ ba la mật hay những cái năng lực của tính tấn niệm định tuệ để tâm nó có đạt đến một cái trạng thái chấm dứt hoàn toàn những cái nguy cơ lang thang ở cõi khổ hoặc là ở cõi vui một cách bất định, lúc bấy giờ chúng ta vẫn có thể trở lui lại bốn đoạn xứ bất kỳ lúc nào. Nhưng mà khi năng lực của những pháp này nó đã đạt đến được một cái trạng thái cố định rồi, thì từ đó trở đi những cái nguy cơ ám ảnh, những cái sợ hãi thuộc về bốn đoạn xứ đối với vị này nó không còn nữa, và vị đó đã chuyển sang một cái giai đoạn mới dựa trên cái nền tảng mà căn nhà của mình đã làm chủ sở hữu đó, cho nên cái tính cách của nó có chỗ dựa chắc ăn. Vì vậy mà mấy cô hay nói là bây giờ muốn tìm bạn đời cái yếu tố đầu tiên hỏi là phải có nhà có nhà hay không là đúng đúng thiệt, có nhà là mới chắc chắn được quý vị, còn không có mà lấy người chưa có nhà đó nhiều khi ảnh rinh mình đi chỗ này chỗ kia nó lang thang nó mệt mỏi quá thì phàm phu với thánh nhân là nó cũng khác nhau ở chỗ chỗ đó nữa quý vị, chỗ đó là cũng vậy á, cho nên mình đã có được cái địa vị nào ở trong tầng thánh lúc bây giờ nó chắc chắn, còn cái chuyện sau này chẳng qua nó chỉ là việc phát triển thêm thôi dựa trên cái nền tảng của mình đã có nhà cửa đàng hoàng rồi nghề nghiệp ổn định vân vân, mình làm cho cái đời sống của mình khá giả đến một lúc nào đó mình đạt đến cái vị trí gọi là giàu có thật sự, không có còn bị nghĩ đến cái chuyện đói khát mà còn lang thang nữa, bởi vì cái nguyên nhân mà đưa pháp đó nó không còn nữa, nó không còn nữa. Rồi đó là như vậy đó thưa quý vị, cho nên trong trường hợp cái bài ngày hôm nay chúng ta học á thì có hai chuyện mình cần phải hiểu. Thứ nhất, khi nói đến trí và tuệ nó giống nhau, đó là muốn nói đến là nó đồng xuất khởi từ một chi pháp. Khi nói đến những cái khía cạnh sai biệt như là trong cái bài kinh này thì ngài Nagasena ngài trả lời theo cái ý nghĩa tuệ trong cái lĩnh vực gọi là tâm đạo, tâm đạo chấm dứt phiền não xong từ đó trở đi là không còn nữa, và những gì mà được coi như là xử lý rồi thì nó không còn nguyên nhân để nó sanh khởi lại nữa, và ở đây ngài Nagasena ngài cũng đưa ra rất nhiều những ví dụ thưa quý vị, rất nhiều những cái ví dụ rồi. Đó là cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay đó. Bây giờ sư chấm dứt ở đây. Cái phần còn lại thì tùy theo quý vị sinh hoạt hoặc là chấm dứt bằng cái sự hồi hướng công đức của buổi học Nam Mô Bụt Thầy Giác. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Dạ con xin kính đảnh lễ chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý tu cô tu nữ và con xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời sư Nguyên Thông thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con cho buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ con xin kính thỉnh sư. Và vật thu sa lăng ra khăn thu sa ba sa ba bu tha đi na sa đa sau thi u tây và vật thu sa ba mung ra khăn thu sa ba đề sa ba tham ma nu pa na sa đa sau thi và vang đây và vật thu mang ga lăng ra khăn thu sa ba ta sa ba sang kha u pha ve na sa đa sau thi và vang tu tây cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tổ cho được thành tựu mỹ cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thú, xa thú, xa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho lớp học của chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ bây giờ thời gian của
vừa phải lẽ như xin nghe pháp ạ. Dạ đề ta sami ha ti ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta son ka ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha na wa ca cha sinh kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca gamma cha de sa ni gamma cha e sa ra sa na phu ta ta pha văn tu tê cha la bu cha ye wa san se a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khổ hồ tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng ca tu sam tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vua thân sầm bù này già ma thầm ma đi dâm ba quê đi tê y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng hô tu hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám mùa đằng à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sầm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính tri âm chư vị đã vào lớp học pháp và hành pháp theo Đức Từ Phụ Gotama. Và ngày mai Nguyên Như xin hẹn chư vị một lần nữa lại trở lại đạo tràng Nguyên Như kỳ viên vào buổi tối của ngày thứ 5 và là buổi sáng của ngày thứ 6 ở bên Việt Nam. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào Bổn Sư Thích Ca.